Vâng, xin kính chào cô chú anh chị và các bạn. Thì tiếp tục trong video này mình sẽ review một cái khu vực bán mai cũng tại thị xã An Nhơn. Vị trí mình đang đứng ở đây là tại cái khu vực của thôn Trung Định, xã Nhơn An, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định. Thì chỗ này thì nó giáp với đường quốc lộ 1A đây. Đường quốc lộ 1A. Đấy. Thì mình thấy cái vườn mai này người ta trưng lên chỗ này để người ta bán Tết này cũng rất là nhiều. Đây. Đây là những cái mai như này có cái thời gian khoảng chừng là 4 năm nha. Đây mình nhìn khoảng 4 đến 5 năm. Rất là nhiều. Đây. Cả một cái dãy dài đây, hai bên cái đường bê tông này rất nhiều mai. Rồi. Ở đây cái số điện thoại nha. Ở đây mai là đã xuống lá hết rồi. Búp mai, nụ mai thì rất là dày, xanh. Đây cái số điện thoại đó. Cô chú anh chị các bạn muốn mua mai tại thị xã An Nhơn thì có thể tham khảo đó. Rồi qua những cái số điện thoại người ta đặt tại cái vị trí bán mai đó, có thể mình liên hệ đó, về giá cả, cách thức mua, hoặc có thể đến trực tiếp. Đến trực tiếp thì rất là nó tiện lợi hơn đó. Mình có thể mình đi tham quan rồi mình chọn mua tại vườn cũng sẽ rẻ hơn nhiều. Mình được biết là năm nay cái giá mai người ta đưa ra thì nó cao hơn năm trước nha. Chẳng hạn như cây mai, những cái cây chậu mai 4-5 tuổi như này thì hiện giờ người ta đưa giá tới khoảng chừng từ 700 tới 900 nha. 700 tới 900 ngàn một chậu. Rất là nhiều. Quá trời nhiều luôn. Rồi thì phía bên này thì người ta cũng chia ra những cái lô riêng này. Có thể cái lô này có thể là nhìn thấy cây nó cao hơn nè. Đây nụ xanh này. Nụ xanh rất là nhiều. Đây, lô này nè. Này thì những cây này lớn hơn, cao to hơn. Đây thì mình ước chừng chắc khoảng chừng 6 năm còn nhỏ hơn 4 năm, ít nhất là phải 4 năm. Còn có những nhà vườn người ta bán như mai tầm giá là mai 3 năm nhỏ 2 năm rưỡi 3 năm cũng có thể chơi được. Những chậu mai rất nhỏ. Quá trời là nhiều rồi. Cái lô cao này, cao đây thì tầm giá chắc cũng là từ tiền triệu trở lên đó. Chậu nó thành triệu trở lên. Cây cao này cao chắc khoảng chừng 1m2 tới 1m2 tới 1m3. Thank you.
tại khu vực này năm nào cũng vậy đó, người ta cũng trưng bày bán ở đây rất là nhiều. Thì, bây giờ nó ngoài phía đường này, ngoài phía ngoài đường này thì người ta đóng sàn, người ta đóng sàn ở đó, người ta trưng lên đường người ta bán cho khách đi lại, đi qua đi lại khu vực này, đặc biệt là xe đường dài người ta đi qua đi lại người ta cũng mua nha. Mai Bình Định đây thường thường là ở ngoài Bắc người ta mua cũng rất nhiều, ngoài Bắc rồi ở trong Nam những cái lô mai mà lặt sớm như này lại thường là đi ra Bắc, bởi vì ngoài Bắc hiện nay tiết trời nó lạnh nó nở chậm cho nên phải lặt sớm. Đây chỗ này có như lô đây này, lô nhỏ nè, nhỏ xíu này đó. Cái chậu nhỏ này chỗ này chắc khoảng chừng tầm 250 tới 300.000 chậu nhỏ này đó. Chơi nó cũng rất là tiện, nhỏ để trên bàn rồi đủ quá thì đủ luôn. Rất dễ thương. Rồi tiếp cái lô này chắc cũng tầm chừng 6 năm tuổi quá. Quá trời là nhiều luôn. Thời tiết hôm nay nó cũng bị ui, nó mới hé nắng rồi thôi, nên có thể mình quay nó bị nó không được rõ lắm á. Mờ. À, những cây mai ở đây đều là những cây mai dáng lông. Đó. Người ta chưa dỡ chiều thôi nhưng mà Bình Định thì chủ yếu là đây, sảnh này nữa. Sảnh này thì người ta chưa có rút cọc á. Cọc tre vẫn còn. Ở trong miền Nam người ta cũng về đây. Quá trời nhiều luôn, nhiều lắm. Đến An Nhơn, Bình Định mai rất là nhiều. Mỗi nhà vườn ở đây người ta trồng mai tới hàng nghìn chậu, hàng nghìn cây như vậy. Cứ năm nào người ta cũng trồng, cứ kế cận. Cho nên là mỗi năm như vậy người ta đều có được có mai cung cấp cho thị trường. Tôi bán mỗi năm như vậy cũng vài trăm chậu đó. Và cứ như vậy cứ liên tục. Năm trước bán rồi tiếp tục trồng tiếp, năm sau kế cận. Rồi mấy ở đây mấy cây nụ rất là dày đó. Xanh luôn. Dày luôn. Vậy là cái mai nhìn nó sung. Đây nó nở ra vài ngày nữa nó nở ra rất là đẹp rồi. Nụ quá trời nụ luôn. Dày luôn. Đây rất nhiều. Rồi bên cạnh khu vực những cái mai nhỏ này thì ở đây vườn mai ở đây nó chủ cũng có những cái cây to như này nè, cây mai cổ thụ mai to này, cây mai to này thì cái giá nó từ vài trăm triệu trở lên luôn. Đây nữa này, mai to,
vài cây nữa. Mấy cây to luôn. Vâng, vậy thì mình cũng xin kết thúc video này tại đây nha cô chú anh chị các bạn. Hẹn gặp lại cô chú anh chị các bạn trong những video mới tiếp theo nha.